Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay cả nhà mình có hai cái lỗ tai nha cả nhà. Hai lỗ tai. Đây có cái bắp cải, hai chiếc chanh. Đó này là làm mà lỗ tai mình sẽ bóp vỏ chua ngọt cả nhà. Mình bỏ ống keo giờ mình ăn từ từ cả nhà. Rồi mình sẽ tiến hành làm lỗ tai rồi mời cả nhà thưởng thức. Rồi mình sẽ tiến hành rửa lỗ tai cả nhà, mình cho nước vô. Sẽ làm chua ngọt đó nha. Từ mình cạo trong đây trước, trong cái gáy tai. Còn lấy cái muỗng như cả nhà mình cạo nha. Cạo nó sạch ba cái gáy. Móc lên chừng nào nó hết trong thôi nha cả nhà. Cho nó lột cái da nó ra càng tốt. Đó, móc ở trong chấn tư nha cả nhà. Rồi, tới cái lỗ tai này. Móc nó xong mình sẽ rửa nước muối lại cái nha cả nhà. Ra mình móc cổ tay cho nó vậy cả nhà. Mình cũng đã móc sạch cái này luôn nha. Nó kẹt kẹt mình đưa cái đầu muỗng vô. Cái mà không kẹt mình đút cái mỏ vô móc. Rồi cũng đã móc sạch hai cái lỗ tai nữa cả nhà. Để cho miếng muối vô mình bắp muối nha. Cái này mình cũng cạo sạch lỗ tai sạch sẽ trơn nữa nha. Cái bút muối mình ngâm nó chút xíu cho nó ra ba cái dơ. Đó, hai lỗ tai gỗ chấn tư luôn nha cả nhà. Đó, chấn bóc luôn vậy nghe. Rồi mình sẽ lột nó cả nhà. Trước tiên mình cho nước vô cái nồi. Lột cái nồi cho nó chín thôi nha. Chín là mình sẽ đem ra mình cắt mỏng mỏng ra, mình sẽ bóp giỏi làm đồ chua. Để ăn từ từ cả nhà. Nhậu cũng được. Rồi mình cho lửa lên nha. Mình cũng đã sắc mới bắp cải rồi cả nhà. Mình sẽ rửa nó nha. Mình sẽ rửa cho nó sạch lên cả nhà. Và rồi bắt đầu mình mới có lắc mình bắp cải chung với cái lỗ tai nha. Rồi nước nó sôi mình sẽ bỏ hai lỗ tai vô. Rồi nước cũng đã muốn sôi cả nhà, mình sẽ cho cái lỗ tai vô nha. Còn hai lỗ tai vô. Lột có khoảng nửa tiếng nữa cả nhà. Đó. Nó chín đi rồi mình sẽ sắc nó ra. Đó, tới giờ nó cũng đã sôi. Nhắn nhắn cho nó chín đều nữa cả nhà. Lát nó chín là mình sẽ
Nhưng mà sắc khoảng 5-10 phút nữa cả nhà. Rồi đậy nắp lại nha. Ừ, sôi quá sôi cái nào, sôi cục cục luôn nha. Nó sôi chút xíu nó là mình vớt ra mình sắc được cả nhà. À, lẩu tài cũng đã chín nha cả nhà. Đây mình có một thau đá nha. Rồi mình sẽ vớt nó ra cả nhà. Mình muốn cho nó giòn thì mình phải bỏ nước đá nha cả nhà. Bỏ này mình ngâm có khoảng nửa tiếng. Mình mới tiến hành mình sắc cho mình làm nữa nha. Đó. Cho nó giòn nha. Ngâm một xíu cho nó giòn mình sẽ làm nữa nha. Đó, lỗ tai cũng đã ngâm được nửa tiếng đó nha. Mình cũng đã cho đây chanh rồi tỏi, ớt, rồi rau thơm để nó cốt chanh cả nhà. Rồi mình sẽ sắc cái lỗ tai heo qua nghe. Rồi mình sẽ làm sắc lỗ tai heo qua nghe cả nhà. Đó. Nó đã săn lại vậy nha cả nhà, nó săn tốn luôn nha. Rồi mấy thằng sắc nào tốt mấy cả nhà. Giờ nó giòn lắm cả nhà. Nó giòn khấu rồi. Nên mỏng chừng nào là ngon chừng đấy. Ngon giòn khấu cả nhà, mình ngâm chừng nửa tiếng nó săn là nó giòn. Khi mình làm chua thì xem nó sẽ ngon đi. Đó, sắc nó còn dày là mình ăn nó sực sực ngon lắm cả nhà. Đó, lỗ tai heo mình cũng đã sắc ra dịch gì cả nhà. Mình chỉ lấy cái lỗ tai thôi nghe. Ruột thịt kia mình đã mình chấm với nước mắm nghe. Rồi tiến hành mình sẽ xúc bắp gỏi nhé. Trước tiên mình chọn cái mâm trước nha cả nhà. Rồi mình sẽ đổ lỗ tai heo vô nghe. Đây có đầy đủ nghe, tỏi, ớt, chanh với rau thơm. Rồi cho nước cốt chanh vô nghe cả nhà. Mình đem về vừa thôi, nếu nó chua quá thì nó làm nó mang nó thấm nó rất là chua nghe. Rồi mình sẽ cho thêm một miếng nước mắm. Rồi một quả đường mình làm chua ngọt đó nha. Mới bột ngọt. Rồi mình sẽ trộn nó đều lên nha. Rồi bắp cải mình bầm cho bắp cải vô luôn nha. Nó gỏi là tao em có trộn đều lên nha cả nhà. Siêu cay luôn nha. Ớt còn sắc ra cục cục nó làm lự trên cả nhà. Mấy cái cọng cứng cứng nha là nó thấm gia vị vô nó rất là giòn cả nhà. Giờ nó đều giòn hết trơn cả nhà. Rồi mình sẽ thử một miếng cả nhà xem nha. Rồi sẽ gấp một miếng lô tai heo và một miếng bắp cải cả nhà. Đây. Mời cả nhà thưởng thức cho mình nha. Ngon ăn. Chua chua ngọt ngọt cay cay, rất là giòn cả nhà. Cải cũng giòn, lô tai heo cũng giòn nữa nha. Rồi mình sẽ vô cái mình để trong tủ lạnh đó nha. Ăn liền cũng được mà vài bữa nó càng ngon đó nha. Đó, cho vô cái hộp mình sẽ để tủ lạnh đi cả nhà. Cả nhà thấy ớt còn siêu cay cả nhà. Cái này không nhậu thầy chú cả nhà. Rất ngon nha.
là heo và bắp cổ chua ngọt này nó rất là giòn cả nhà. Mình ngâm nước đá, mình luộc vừa chín ngâm nước đá chừng nửa tiếng, nó săn lại nó giòn dữ lắm cả nhà. Mấy loại heo nó săn cón luôn. Cái bột mầm này cho được con hũ này cả nhà, một cái khay này. Quá ngon. Đó, mình vô cái khay như là mình sẽ để tủ lạnh mình ăn dần nha cả nhà. Cả nhà có thấy video cũng hay cho mình xin một like, chia sẻ đăng ký kênh cả nhà. Cho mình nhiều động lực còn làm video mới nha. Rồi mình cũng xin kết thúc clip đây, chúc cả nhà mới nhiều sức khỏe.